còn cánh không, còn cánh không, còn ướt sao mà nó trầu dữ vậy, con mẫu có lót vô không rồi, lũi rồi, rồi rồi giò nó nhét hay sao? Không có dây hút gì dây xúc không? Trời trời dính cái đầu tiếp ông nội, ông để vậy làm như người ta gì hả ra ầm. Vô mày, nuốt mày, lẹ lẹ đúng rồi. Trời trời. Lẹ vô miếng nước nữa. Ê cà phê không được. Nước lọc. Bây giờ chỉ xin miếng nước lọc thôi. Nhỏ lên cái. Xin miếng nước lọc đi. Nước rồi nè. Thôi. Bảy. Không có ăn. Ăn lòng á. Lấy miếng nước đi. Ăn rồi. Nó nuốt trời. Nói gì nha. Lấy. Kéo cái cánh luôn đi. Rồi. Ừ, sẵn cắt luôn đi. Cắt đâu có. Trời. Buông đi ra đây. Rồi buông vô rồi tự nuốt à. Chú nước đá luôn ha. Vũ ngoài ơi, thả vô đi. Mở uống nước gì? Thả vô nóng mở uống nước à. Mở nó nóng thật thằng. Chị cu ỉa phân nát và không ỉa cho uống nhân đơn. Này là đơn của Đức. Này uống vô rồi nghỉ ỉa luôn. Còn quê còn lanh lắm quê. Thư cô là nghỉ chơi luôn rồi trời, bỏ nghề luôn rồi trời. Còn con heo nữa. Ủa? Con đó khá chụp mạnh lắm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bên em đốt đỏ nữa bảy, em nữa là tám, mười sáu con mồi, quýnh một con, chạy mất tiêu. Rồi úp đi. Úp đi. Trời ơi chơi mà. Đây là hàng độc nè. Sáu ơi làm khổ anh nè Sáu ơi. Trung mũ là đường dò cấm đứng tuốt trên trời dính tới cùm luôn. Khỏi thoát Sáu luôn. Nè. Sáu ơi làm khổ anh rồi Sáu ơi. Đi tám anh em mà con bổi không gớt. Hai con Sáu gớt xuống. Lụm con Sáu liền. Thôi. Cô thủ nào? Cô thủ Trung mũ. Cô thủ Trung mũ. Kêu kìa. Kêu lại. Đi cái dừa đó, hết chân cái dừa không? Đi cái dừa đó. Đó. Không chân cái dừa thấy không? Lấy chân cái dừa không? Đánh chèo rồi được rồi. Thôi sao nữa cậu ơi.
lụm một con. Cường tắm dữ luôn. Vì không gáy mà gớt.